Alo, xin chào các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán xe cũ trên YouTube. Cửa hàng F1 Auto nằm trên trục vòng xoay giữa Lê Quang Đạo và đầu phố Châu Văn Liêm, cạnh tòa nhà của Bộ Ngoại giao. Một vị trí ngay đầu sân vận động Mỹ Đình, rất là dễ tìm. Đấy, hôm nay thì em làm video clip để giới thiệu anh chị một số các bạn một số cái mẫu xe cơ bản, một số dòng xe Morning i10 rất nhiều bạn quan tâm. Đấy. Những xe Morning i10 giá trị chỉ từ 200-300 đến 400 triệu và ngân hàng hỗ trợ cho vay trả góp tới 70%, nên là rất là dễ mua, dễ sử dụng. Mức giá rất là vừa tiền. Xin giới thiệu, đây là chiếc Kia Morning màu bạc, sản xuất 2016, số sàn Việt Hà Nội, biển số 19005. Em sẽ quay một vòng sơ qua anh chị cùng tham khảo chiếc xe này. Đây là một mẫu xe truyền thống của Morning, Morning bản bay. Với cái giá chào bán cũng rất là dễ mua, chỉ có 230 triệu thôi. Ngân hàng lại hỗ trợ cho vay tới 70%, tức là chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 7 đến 80 triệu là đủ để trả góp chiếc xe này rồi. Đấy. Đây là nội ngoại thất chiếc xe này. Nội thất chiếc xe màu ghi. Ghế còn rất là sạch sẽ, căng bóng. Bên trong có lắp màn hình, vô lăng thì còn sần đều, chưa bị mòn. Rất là đẹp. Đấy. Ghế sau cũng rất là căng, rất là đẹp. Đấy, tất cả chiếc xe là bọn em đã kiểm tra kỹ rồi, không đâm đụng, không gặp nước, cam kết bằng văn bản. Đấy. Bên trong này là mẫu i10 sedan bản 1.2, số tự động, sản xuất 2018, đăng ký tư nhân một chủ, biển Hà Nội, biển 09297. Đấy. Một chiếc mẫu i10 sedan màu trắng rất là đẹp, sản xuất 2018. Order chuẩn chiếc xe này 3,2 vạn, dàn lốp theo xe và sổ bảo hành chính hãng thì còn nguyên bản. Một chiếc xe cực kỳ đẹp, sơn zin gần như 100%, không một lỗ nhỏ, 4 lốp còn nguyên vẹn theo xe, rất là đẹp luôn. Hiện tại chiếc xe này thì em đang chào bán mức giá là 382 triệu. Đấy. Có bốt cho anh chị khi anh chị trực tiếp lấy mua và chốt đến tham khảo và chốt mua chiếc xe này. Xe là độ khá nhiều option ở bên ngoài, đuôi bơ thể thao ở phía sau nhìn rất là bắt mắt, biểu tượng sport. Phía trên nóc xe được phủ chống nóng, gắn đuôi cá, vè che mưa. Đó. Gương người tích hợp xi nhan gập tự động, la răng đúc, chứa phanh ABS đương nhiên rồi, bản đủ số tự động chứa phanh ABS. Đó. Chiếc xe lan này thì rất là rộng rãi, chúng ta có thể đi 5 chỗ thoải mái, đi gia đình hoặc kinh doanh đều phù hợp. Đấy, mức giá chào bán hiện tại là 382 triệu và hỗ trợ tới 70% qua ngân hàng. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Hyundai i10, số sàn, bản full option, hay còn gọi là bản đủ 1.2, 4 máy, sản xuất 2019, một chiếc xe cũng siêu lướt, siêu mới. Đấy, chiếc xe này hiện tại thì cực kỳ mới, order chỉ có 2,3 vạn. Dàn lốp theo xe, thậm chí ly lông còn chưa bóc hết. Em chỉ quay lướt qua phần nội thất anh chị cùng tham khảo. Đây. Trần cực kỳ mới, bọc 3D, ly lông còn chưa bóc hết kìa. Auto chiếc xe là chỉ 2,3 vạn anh chị nhé. Toàn bộ sổ bảo hành còn theo xe, đầy đủ. Dàn lốp theo xe. Giá hiện tại em đang chào bán chiếc xe này là 349 triệu. Đây, có hỗ trợ trả góp 70% qua ngân hàng. Một chiếc Hyundai i10 số sàn bản full option, sản xuất 2019, order chỉ 2,3 vạn gần như xe mới, cực kỳ đẹp. Đấy, không một lỗ nhỏ, anh chị có thể mang check hãng thoải mái. Đấy, cam kết không một lỗ nhỏ. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning bản đủ số sàn, sản xuất 2017. Đấy, bản full option hay gọi là bản đủ. Đấy, có la răng đúc này, gương tích hợp xi nhan gập tự động này, lốp theo xe rất là dày. Auto hiện tại chiếc xe là chỉ gần 4 vạn thôi, còn cực kỳ mới từ nội ngoại thất luôn. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán với giá rất là dễ mua, 285 triệu giảm ngay 10%, chỉ còn giảm ngay 10 triệu chỉ còn 275 triệu. Đấy, khi đến mua xe, chốt mua xe thì tiếp tục bất lọc cho các bạn đầy đủ. Đấy, bao rút hồ sơ chuyển vùng toàn quốc, ngân hàng thì hỗ trợ 70%. Chiếc Kia Morning màu bạc, số sàn, sản xuất 2017, order chưa tới 4 vạn, dàn lốp theo xe cũng còn rất là mới và đẹp.
Đấy. Tất cả những chiếc xe em bán ra thì đều cam kết với anh chị các bạn là xe không đâm xô, không ngập nước. Đấy. Không bị phạt nguội. Nếu bị phạt nguội thì bên bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và không bị tranh chấp pháp lý, đương nhiên rồi. Nếu tranh chấp pháp lý thì bọn em sẽ nhận lại xe. Anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0942 365825. Cửa hàng F1 Auto nằm ngay đầu sân vận động Mỹ Đình, giữa vòng xoay Lưu Quang Đạo và đường Mỹ Trì. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Anh chị các bạn nào có nhu cầu quay chi tiết chiếc xe nào thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0942 365825. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn.